hồi xưa là như thế nào, thì hôm nay Cốt Khỉ trở về Cốt Khỉ, thì Trung Cộng sẽ trở về thành Cốt Khỉ là chia 5-7. Thế Hồ kể nè, nước nào là chia 5-7. Ông Đạt Lai Đồng Ma cũng là một người vị Bồ Tát trên trời xuống, sư phụ cũng là một vị trên trời xuống, nhưng mà sư phụ còn trẻ hơn ổng 30-40 tuổi, lo cho nước Việt. Ổng bây giờ 80 mấy tuổi, ổng lo trên Tây Tạng đang bị Trung Cộng chiếm. Mà bề trên nói một lần cách đây 2-3 năm, ở trên thế giới này có hai người đều một mong ước giống nhau, đều có sứ mệnh giống nhau, đó là muốn giải phóng dân tộc mình và đưa dân tộc mình đến hùng cường giàu mạnh cơm no ấm. Đó là Thái Tử, tức là mấy ông chỉ sư phụ, và một người thứ hai đó là Ngài Đạt Lai Đạt Ma. Và hai người này sẽ đạt được ý cầu sở nguyện của đời này, của tại thế gian này. Mỗi là cái một kỳ đó thụ mừng má, ô ổng già thụ nhiều, thụ còn trẻ không còn đi tiếp rồi được phải không, chịu nhiệt độ không độ ổng già cái này ổng đi ra cái này là ổng chịu đâu có nổi, thì là mình chắc ăn hơn đó. Đó là Tây Tạng sẽ thống nhất, kế đó là Nội Mông. Nội Mông tại vì Trung Cộng á, khi mà nhà Thanh á, nó chiếm vô á, là Mông Cổ chiếm nhà Mông Cổ á, thì bây giờ phân nửa nước Tây Tạng bây giờ là nước Tàu đúng không, nó cũng muốn độc lập á. Còn Tân Cương là cái tội mà Azakistan vậy đó, là cái thời mã gì ta, trong phim Tam Quốc Chí có gì mã gì là người Tân Cương đó, mã một cái tướng quân họ Mã chưa quên tên, thầy Mã Siêu à. Đó Mã Siêu thì là Tân Cương mà bữa nay bị lấy nội tạng đó, là sẽ độc lập nghe. Hồng Kông là khỏi nói rồi, Hồng Kông cũng là một nước đó nghe. Rồi sau đó sẽ tới Quảng Đông, Quảng Tây, thì những nước sẽ độc lập, thì lúc đó thế giới này mới bình an.